Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 26: Chén thuốc có vấn đề. Đại phu trả lời, thân thể nữ quyến của quý phủ cũng không có vấn đề gì, cực kỳ khỏe mạnh. Tạ thị nghe vậy trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng không lộ chút mảy may. Cười cho hổ phách đưa đại phu đi lấy phí khám bệnh tại nhà. Thu Di Nương mị nhãn nhìn đại phu đi ra ngoài, lại thấy trên mặt tạ thị mang theo tươi cười, không thấy có gì khác thường, liền mở miệng nói, nói đến cũng kỳ quái. Chúng ta ở trong phủ nhiều năm như vậy cũng chưa từng ăn nằm với nam nhân, tô mi kia cũng không đến nửa năm liền mang thai liền trở về, thật làm cho người hâm mộ, Bạch Di Nương, người nói phải không? Bạch Di Nương là Di Nương ở lâu nhất trong phủ, bộ dạng cũng không tính rất xuất sắc, lại hàng năm làm cho thẩm mậu sủng ái thu di nương nội tâm không phục thường xuyên tìm cớ làm khó dễ bạch di nương tê bất quá đại đa số thời điểm bạch di nương đều là rất thản nhiên thích ứng lần này cũng không ngoại lệ nàng ngồi ở một bên giúp tạ thị bóp chân nhưng đầu đáp lại thu di nương mi cô nương phúc khí tốt có thể mang thai cốt nhục của lão gia lời này mềm mại không mạnh mẽ thu di nương cũng lười tiếp lời nhưng thật ra thủy di nương cười nhạo một tiếng cầm lấy khăn che miệng nói như thế nào xem ý tứ của bạch di nương là ta phúc khí không tốt rồi không phải là ý này phúc khí là do trời định bạch di nương cúi đầu chuyên tâm đấm chân vẻ mặt cũng không có biến hóa bộ giang vẫn là bình thản như trước trời định nếu phúc khí là do trời định vậy thì trong lời nói kia thì bạc mệnh nhất chính là nói người đi theo lão gia lâu nhất là ngươi rồi Thủy Di Nương là lão thái thái đề bạt lên làm Di Nương, lúc trước nghe nói là muốn làm chính thê nhưng không thành nên bộ dáng cực kỳ tranh chua. Tạ thị vốn là thấy phiền, ba người này ở trong này ngươi một câu ta một câu, không rời chuyện mang thai, nghe xong lời này chỉ cảm thấy phát chán, chống cái chán nhíu mày mắng, các ngươi ở trong này nói năng lung tung cái gì, có bản lĩnh thì bản thân đi mang một cái thai xem. Không có việc gì đều đi xuống đi vừa nghe tạ thị nó xong bạch di nương ngừng tay đứng lên thủy di nương tà phủi liếc mắt một cái tạ thị đá khăn đi ra ngoài thu di nương mím môi hành lễ rồi cũng đi theo ra phòng trong cuối cùng cũng thanh tĩnh xuống tạ thị trong lòng lại nghi ngờ nếu mình cùng ba vị di nương cũng không có vấn đề vậy vấn đề kia rốt cuộc từ đâu ra vân khanh ngồi ở một bên suy nghĩ đại phu nói nương cùng ba vị di nương cũng không có vấn đề mà cha nàng hẳn là cũng là không có vấn đề, nếu không sẽ không sinh mình ra, nhưng tại sao sau khi có mình thì tin tức gì cũng không có. Tay nàng nhẹ nhàng trên mặt bàn vẽ vẽ, trong lòng cân nhắc, Tommy là cha từ bên ngoài mang về, nếu đứa nhỏ trọng bụng nàng ta là của cha, như vậy có thể vấn đề là do cha. Nàng nghĩ nghĩ, định đem phán đoán này nói cho nương nghe, ai ngờ bỗng nhiên viện ngoại truyền đến một trận âm thanh huyên náo, Phỉ Thúy đi đến trước cửa vén lên mảnh mắng, một đám nói nhao nhao ồn ào nói cái giống gì, phu nhân cùng tiểu thư vẫn còn bên trong đấy. Trong viện của tạ thị, nha hoàn bậc 2, cấp bậc phân nha hoàn thời cổ đại, chân châu tùy thời tiến lên phía trước nói, phỉ thúy tỷ tỷ ở cửa chính có tiểu nha hoàn nói là muốn gặp phu nhân, náo loạn cực kỳ lợi hại, nô tỳ nói nàng một cái thô sử nha hoàn, nha hoàn làm việc nặng, lại tưởng có thể tùy tiện gặp phu nhân không nhìn xem thân phận của mình rồi hẵng nói. Phỉ Thúy nghe xong lời này, trong lòng đối với Trân Châu cũng có chút không vui. Tuy rằng nói nha hoàn sai vặt là nha hoàn đê tiện nhất, nhưng chính bản thân Trân Châu cũng chính là từ một nha hoàn sai vặt lên đến hiện tại, có chút quên nguồn gốc rồi sao? Cùng từng làm hạ nhân hẳn là hai bên cùng có chút đồng cảm, chứ không phải chà đạp lẫn nhau. Nhíu lại mày nói, biết nàng là có chuyện gì không? Trân Châu vừa nghe ngữ khí này, biết phỉ thúy có chút không vui, nhãn châu chuyển động, vội vàng truyền gió mang vẻ quan tâm nói, là như vậy, nha hoàn sai vặt kia nói muội muội nàng sau khi uống canh của lão gia liền đau bụng lăn lộn đầy đất, cầu phu nhân cho nàng mời đại phu xem bệnh. Uống canh của lão gia, đau bụng, vần khanh vén rèm lên đi ra vừa vặn nghe thế, nhìn lướt qua nha hoàn sai vặt bị ngăn ở bên ngoài kia, mở miệng phân phó, cho nàng ấy vào đi. Các bà này nghe thế mới buông lòng tay, nha hoàn kia đi theo phía sau phỉ thúy vào phòng, bồi nhào quỳ gối trước mặt tạ thị, vẻ mặt đầy nước mắt khóc nói, phu nhân, tiểu thư, van cầu ngài cứu cứu muội muội của nô tỳ, van cầu ngài cứu nàng ấy. Người từ từ nói, cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Khanh thản nhiên mở miệng, trong giọng nói không có nửa phần áp bách cùng khinh nhiệt, âm sắc giống như gió nhẹ làm cho nha hoàn kia an lòng rất nhiều khóc thốt thít một chút, xoa xoa nước mắt trên mặt nói. Sự tình là như vậy, nô tỳ tên là Tiểu Liên, có muội muội mới vào thẩm phủ làm việc, tên là Tiểu Hoa. Ngày hôm nay bởi vì đói quá nên đi phòng bếp tìm thức ăn, nhìn đến phía trên bếp có một chén canh, liền vụng trộm uống một nửa, lại thêm nước lã vào, cũng không có ai phát giác, kết quả đến lúc chiều. Bụng bắt đầu đau lên, ban đầu nô tỳ tưởng đau bụng bình thường, cũng không để ý nhiều, sau lại đau càng ngày càng lợi hại, thế nhưng, thế nhưng lại có máu chảy ra. Có thể là do tới tháng, phỉ thúy hỏi tiếp một câu. Sẽ không, ngất tỉ muội muội mới 10 tuổi, ngày thường ăn đồ cũng không là đồ tốt, không có khả năng sớm như vậy. Sau đó nô tỳ cố ý đi nghe ngóng, mới biết bát canh kia là để lão ra tầm bổ thân thể. Tiểu liên nói có trật tự. Vân Khanh lại thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta, đáy mắt có tán thưởng, lời này nghe qua đơn giản, kỳ thật tiểu liên nha đầu này là hoài nghi trong canh có thứ gì đó, gần nhất là thật tâm muốn vì muội muội tìm đại phu, thứ hai coi như là báo tin cho tạ thị. Lúc bắt đầu kể chuyện thì lại chú ý nhấn mạnh việc muội muội tuổi nhỏ cùng mới vào phù làm việc không bao lâu để người ta cảm thấy thương hại, nhưng thật ra lại là một nha đầu thông minh. Tạ thị nghe xong cũng hiểu được có chút không đúng, thầm mậu mỗi ngày đều sẽ uống một chén canh bổ thân, chén thuốc này tính ôn nên cho nam cho nữ đều thích hợp, làm sao có thể uống vào thì đau bụng. Lý má má xem sắc mặt nàng, lập tức đến bên ngoài sai nha hoàn đi ngăn hổ phách lại, gọi đại phu kia trở về, chẩn đoán cho tiểu Liên xong, sắc mặt ông ấy thầm trầm, Tạ thị vội hỏi, là xảy ra chuyện gì? Nàng ấy uống phải thứ cực lạnh, cũng may là hàm lượng nhỏ khai thuốc cho nàng ấy uống sẽ không có ảnh hưởng gì chỉ là trong này có một vị thuốc nếu để nam nhân uống vào thì đại phu nói tới đây ngừng một chút bên trong này liên lụy đến một ít việc ngấm ngầm xấu xa xảy ra trong nhà hắn dừng một chút mới tiếp tục nói ảnh hưởng con nối dòng vẫn là không nên uống tốt hơn sắc mặt tạ thị trắng bệch một lúc thân mình lung lay sắp đổ có người thậm chí hạ thuốc này cho lão gia uống đây chính là muốn tuyệt dòng thầm ra mà Lý má má vội vàng đỡ lấy bà, sắc mặt lo lắng hỏi, canh này uống lâu phải chăng sẽ không thể có con nối dòng sang. Liều thuốc bỏ trong canh không lớn, phải xem thời gian uống là dài hay ngắn. Đại phu cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói như vậy. Tạ thị nghe xong lại nóng vội, vội vàng gọi người đem thẩm mậu mau mời trở về. Việc lớn như vậy, bà không dám giấu, cũng không thể giấu, thẩm ra vô hậu trách nhiệm này không phải là một phụ nhân như bà có thể gánh vác nổi. Nửa canh giờ sau, thẩm mậu từ bên ngoài cửa hàng chạy trở về, tạ thị đầu tiên kêu đại phu bắt mạch sức khỏe cho ông. Sau khi bắt mạch, đại phu thu hồi tay áo, sắc mặt nghiêm túc, khẽ nghiêng người hành lễ nói, thực xin lỗi, phu nhân, dược vật này sử dụng đã lâu, tại hạ bất lực rồi. Thẩm mậu vẻ mặt nghi hoặc, tạ thị đã muốn ngất, chỉ có Lý Má Má nơm nớp lo sợ đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nghe vậy, hạt thẩm mậu tức giận đến tái xanh, thuận tay đem sáu tấm bình phong ngày xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng bên cạnh một cước đá ngã lăn, trong ánh mắt tràn đầy ủ rột, hung hăng nhìn chằm chằm vào chỗ tượng vàng bài trí điêu khắc gỗ hoa, ánh mắt cân nhắc không chừng. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài xuân xảo lại đến truyền lời, nói là Tommy đang rất đau bụng, thỉnh lão ra đi qua nhìn xem. Chương 27, Cầm tinh tương khắc. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nặng nề, không ai mở miệng nói chuyện, mà cũng không ai dám nói. Thẩm Mậu tuy rằng không thường xuyên nổi giận, nhưng thế nào cũng là người đứng đầu một nhà, chẩn đoán vừa rồi của đại phu đối với nam nhân mà nói chắc chắn là điều khó mà chấp nhận được. Vậy mà lúc này Xuân Sảo vẫn khăng khăng không chịu nghe lời, Phỉ Thúy đã sớm đuổi cô ta về trước, cô ta còn không chịu tưởng rằng do tạ thị sai người ngăn cản liền ở bên ngoài liên tục la hét lão gia bụng mi cô nương đau bụng muốn người đến thăm nàng ấy cô ta làm vậy không phải vì tô mi mà nghĩ tô mi dù sao cũng không thể hầu hạ lão gia nếu có thể kéo lão gia qua bên đó không chừng buổi tối có thể có cơ hội được hầu hạ lão gia nếu may mắn mang thai cũng có thể thăng lên được làm di nương nhưng cô ta lại không biết vào thời điểm này mà nhắc đến Tommy chỉ khiến trầm mậu càng thêm tức giận. Ông vừa được đại phu trần đoán do uống chén thuốc kia trong thời gian dài, sau này không thể có con nối dòng, cho nên nhiều năm như vậy, thê thiếp trong phủ không một ai có thể mang thai, vậy đứa nhỏ trong bụng Tommy kia là của ai? Lại nhớ tới lời nữ nhi nói ở trong sảnh ngày hôm đó, chỉ có Tommy mang thai mà những người khác trong phủ lại không có nghĩ đến chính mình bị người ta đội nón xanh lên đầu, cắn chặt răng, chắp tay sau lưng bước đi như gió ra bên ngoài. Xuân xảo vừa nhìn thấy ông, lập tức dùng giọng nói mềm mại đáng yêu chào đón, lão ra, trầm mậu cũng không thèm để ý đến cô ta, một cước đá sang bên cạnh, tức giận nói, cút ngay cho ta. Xuân xảo nằm trên mặt đất không hiểu lý do tại sao bị đánh, chân bị đá trúng đau đến mức mặt mũi cô ta trắng bệch, cố gắng đứng dậy, hoàn toàn không hiểu lão gia bình thường luôn nho nhã phong lưu sao hôm nay lại nổi giận như vậy. Vân Khanh nhìn bóng lưng tức giận của trầm mẫu, âm thầm cười lạnh, đứa nhỏ trong bụng tô mi lúc trước được xem như bảo bối, về sau chỉ sợ so với cỏ dại còn không bằng, nàng thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn đại phu nói, hôm nay đã làm ngài vất vả đến phủ trần mạch cho nữ quyến rồi. Dứt lời nhìn phỉ thúy khẽ cười. Phỉ Thúy hiểu ý liền lấy ra một cái hà bao nhét vào tay đại phu. Đại phu kia cũng là một người thông minh, tiếp nhận hà bao, biết đây là dùng để đổi lấy sự im lặng của mình. Loại chuyện kiêng kỵ như thế này những gia đình quyền quý thường không muốn để người ngoài biết đến. Ông ta cũng không muốn đem chuyện này bêu diếu khắp nơi, thử độ nặng của hà bao trong tay. Thẩm phủ ra tay cũng thật hào phóng, sắc mặt cũng dịu đi mấy phần, mở miệng nói, phu nhân ngày thường không nên làm việc quá sức chú trọng nghỉ ngơi mới tốt. Còn phần nữ quyến thì không có gì đáng ngại. Hai bên đều ngầm hiểu thỏa thuận này coi như đã xong, việc trần bệnh cho thẩm mậu coi như chưa từng xảy ra. Đợi đại phu đi ra ngoài, tạ thị cũng chống tay đứng dậy, mang theo vài phần yêu buồn nói, đưa ta đến lan tâm các xem thế nào. Lão gia đang nổi nóng, vạn nhất xuống tay không biết nặng nhẹ thì. Tuy rằng bà không thích người tên Tommy này, nhưng dù thế nào cũng là quan gia tiểu thư, lỡ như xảy ra chuyện gì, người nhà Tô tìm đến phủ sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Thấy sắc mặt bà tái nhợt, dáng vẻ tiêu tụy còn lo lắng chuyện nhà, trong lòng Vân Khanh thấy không nỡ, vội vàng đỡ lấy bà khuyên nhủ, nương, người vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, để con đến lan tâm các cũng được. Nghe được những lời nói quan tâm hiểu chuyện của con gái, khóe miệng tạ thị miên cưỡng cong lên mỉm cười, khẽ gật đầu. Tại lan tâm các, Tô Mi dựa trên giường trúc màu đen khắc chim nguyên ương, ôm bụng lớn tiếng kêu đau, đầu hướng ra ngoài trông ngóng, kéo tay trương ma ma nhỏ giọng hỏi, ma ma chuẩn bị mọi việc cẩn thận chưa? Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ như lời cô nương dặn rồi. Trương ma ma vội vàng nói, cô nương đừng dừng lại, có lẽ lão gia cũng sắp đến đây rồi. Tô mi nghe thế mới yên tâm nằm ở trên giường, lại tiếp tục rên gì, ôi, đau chết mất, đau chết mất. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập đang muốn tiến vào, trong lòng Tommy vừa cao hứng vừa đắc ý, lão gia quả nhiên quan tâm nàng, nghe thấy nàng xảy ra chuyện liền vội vàng đến nhanh như vậy. Đợi khi màn trúc bị sốc lên, Tommy vội vàng quay đầu giả bộ yếu ớt, nũng nịu gọi, "Lão gia, người đã đến rồi." Chưa kịp cảm nhận được niềm vui này, đã thấy hai mắt thầm mẫu híp lại, ánh mắt chứa đầy tàn ác làm nàng sợ tới mức những lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong họng, chỉ ngơ ngác nhìn ông, không dám mở miệng. Nhìn khuôn mặt ngày thường câu hồn đoạt phách của Tô thẩm mậu đột nhiên cảm thấy dáng vẻ ấy lúc nào cũng mềm mại dịu ngoan, trên đường đến lan tâm các lửa giận của ông đã từ từ chìm xuống. Kinh nghiệm buôn bán nhiều năm khiến ông có thể khắc chế tính tình của mình, vừa rồi lời nói của đại phu đã giáng một đòn mạnh khiến ông trong chốc lát trở nên tức giận quá mức không kiềm chế được chỉ bằng lời nói của một vị đại phu cũng không thể cho là hoàn toàn chính xác cũng không muốn chẩn đoán rõ ràng như vậy còn muốn thử xem qua hai đại phu có năng lực nữa mới có thể chấp nhận việc trần bệnh này nhưng trong lòng ông đứa nhỏ trong bụng tô mị như một cây gai vướng ở đấy khó mà bỏ đi được đợi sau khi mời hai vị đại phu khác xem bệnh cho mình xong đến lúc đó mà kết quả vẫn như thế vậy thì cũng không thế trách ông đôi mắt thẩm mậu cùng vân khanh giống nhau như đúc trong đôi mắt phượng anh lên một tia sáng thâm trầm mà ngày thường khó có thể nhận thấy lúc này vân khanh cũng đã đến lan tâm các lưu thúy cũng theo nàng đến đây thấy trầm mậu không vì quá xúc động mà làm bị thương tô mi cũng không cảm thấy kỳ quái trầm mậu cũng không phải loại người dễ mất bình tĩnh tuy rằng sau khi được đại phu trần đoán ông cũng không hoàn toàn tin tưởng bước lên hành lễ với trầm mậu khẽ nói nghe nói tô di đau bụng nương bảo con lại đây xem thế nào dù sao cũng không thể để đệ đệ trong bụng bị thương được tô mi khi ngờ vân khanh cũng sẽ tới sợ nàng phá hỏng chuyện âm thầm cắn răng nhưng suy nghĩ lại thấy nàng ở đây cũng tốt màn kịch ngày hôm nay cũng chính là vì nàng mà chuẩn bị nàng xuất hiện ở nơi này há chẳng phải vừa đúng lúc sao vì vậy liền cau mày ôm bụng nói không biết có chuyện gì từ sáng sớm bụng đã thấy đau đang bình thường sao bụng lại đau, không mời đại phu đến sao? Hít sâu một hơi, trầm mẫu quyết định không nói ra chuyện chuyện lúc nãy, ngoài mặt bình thản như như thường, không nhìn ra chuyện khác lạ gì, chỉ là trong giọng nói thiếu mất vẻ thiết tha mong đợi. Tommy đang chìm trong chuyện lớn của mình, không nhận thấy được sự khác lạ của Thẩm mẫu, nháy mắt ra hiệu với Trương Mama, theo kế hoạch làm việc. Trương Mama ôm lấy Tommy, mang theo khuôn mặt khổ sở, nói: đã mời đại phu xem qua, đại phu nói nhìn không ra là có bệnh gì. Cô nương này đã đau cả một ngày, nô tỳ nghi ngờ đây là chúng ta, sai người mời đạo sĩ tới xem, vì để tránh có người hoài nghi, nên cố tình muốn mời lão ra đến. Trầm mậu liếc nhìn tô mi, thấy nàng ta tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, so với hình ảnh mình thấy ngày hôm qua, hoàn toàn là hai người khác nhau, nhớ tới trước kia từng nghe bằng hữu cùng buôn bán nói qua loại chuyện tình nửa tin nửa ngờ hỏi, người mời đến đang ở nơi đâu? Vẫn đang chờ ở ngoài sành, trương ma ma được trầm mậu cho phép, lập tức vẫy tay sai tiểu nha hoàn bên cạnh đi ra sành mời vị đạo sĩ kia vào. Một lát sau, có một nam tử trung niên làn da nâu đậm đi vào, hắn một tay cầm phất trần, một tay cầm khay bắt quái, ra vẻ tiên phong đạo cốt hành lẽ với trầm mậu bần đạo gặp qua thí chủ. Ừ, ngài tính toán xem, nàng có phải vì tà vật chạm vào hay không mà vô duyên vô cớ lại đau bụng trầm mậu đi đến ghế chủ vị vén trường bào ngồi xuống thản nhiên mở miệng nói đạo sĩ kia sau khi nghe nói như vậy trong khoảnh khắc cùng ánh mắt của tô giao nhau trương ma ma kín đáo lấy ra một tờ bát tự lén lút đưa cho hắn gã đạo sĩ sau khi nhận lấy thì cầm khay bắt quái rẽ trái rẽ phải trong miệng lầm nhầm niệm kinh bấm món tay không ngừng ánh mắt nửa hé nửa mở làm ra vẻ như đang chìm trong cõi thần tiên. Bỗng nhiên, hắn ta dừng bước, bàn tay đang cầm khay bát quái run rẩy không ngừng, giống như có người đang cướp đồ của hắn, cố gắng giữ vững trong thời gian khoảng nửa chén trà, sau đó hắn bỗng nhiên lùi về sau một bước, hai mắt mở to kinh ngạc hô lên, thí chủ, xin hỏi trong phủ có người sinh năm dậu đang ở hướng nam của phủ không? A, à, đại tiểu thư không phải ở tại nơi đó sao? Người nói bậy bạ gì vậy? đại tiểu thư sao lại là thứ quỷ quái hại người trương ma ma lòng đầy căm phẫn đứng ra nói bên ngoài thì ra vẻ bảo hộ vân khanh nhưng thực chất lại thẳng tay gán cho cái danh hại người lên nàng đến nước này vân khanh chẳng lẽ còn không rõ tô mi hôm nay muốn diễn tuồng gì dĩ nhiên là nhầm vào nàng mà xuống tay đáng tiếc tô mi này lại là người quá thiển cận sau khi vào cửa chưa có chỗ dựa đã muốn nhiều lần ra hãm hại nàng chưa lần nào thành mà còn chịu tỉnh ngộ. Đúng vậy, nàng chính là sinh vào năm dậu, hiện tại cũng là ở tại hướng nam của phủ, nhưng trong phủ này còn có một người cũng như vậy. SS, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 28, Tommy bị đuổi đến thôn trang. Liều Thúy nghe vậy vẻ mặt giận dữ nhìn vẻ mặt trơ chẽn của Trương Mama nói, Trương Mama nói lời này thật là nhanh nha. Đạo sĩ vừa mới nói phương hướng cùng ngày sinh, người lập tức hướng nghi ngờ đến tiểu thư, vừa vào phủ mới được mấy ngày, người đã tìm hiểu được rõ ràng ngày sinh tuổi tác của tiểu thư nhỉ. Ngày sinh của mỗi người đều được giữ bí mật, trừ những người đặc biệt thân cận, còn những người khác đều sẽ không được biết, để tránh có người dùng nó làm phép hại người. Người này mà là đạo sĩ cái gì, rõ ràng chính là do Tommy đích thân mời đến để làm trò Cầm thứ cổ quái múa loạn liền làm như hiểu biết muốn hướng đến tiểu thư, không dễ dàng như vậy. Trương ma ma không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu vạch trần, nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn trầm mậu, chỉ thấy ông nhíu mày, trong mắt cũng không có lấy một tia tin tưởng, vội vàng mở miệng phủ nhận, đã vào cửa trầm phủ, là trở thành nô tỳ của trầm phủ, là một hạ nhân trung thành, đối với các chủ tử trong phủ tất nhiên là phải hiểu rõ, hơn nữa nô tỳ cũng chỉ biết cầm tinh, nhưng cụ thể thì không biết, nói cho cùng, vẫn là nô tỳ sợ làm bị thương tiểu thiếu gia trong bụng mi cô nương lời này cũng không hoàn toàn là sai vừa biểu đạt sự trung thành lại cường điệu đứa nhỏ trong bụng mi cô nương trầm mậu mặc dù là không tin việc tương khắc này nhưng cũng thấy nên vì đứa nhỏ còn chưa sinh ra mà lo nghĩ một chút vân khanh hướng sang vị đạo sĩ kia liếc mắt một cái thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim dáng vẻ không màng đến thế sự cũng có phần giống thật nhưng trong mắt ngẫu nhiên lộ ra vẻ tham lam khi nhìn bài trí quanh phòng tiết lộ tất cả dục vọng có trong lòng hắn. Nàng thu lại ánh mắt đang quan sát, mang chút nghi ngờ hỏi, xin hỏi đạo trường, người xác định có phải chỉ cần là người trong phủ, sinh năm dậu, ở tại hướng nam của phủ, đều xung khắc với đứa nhỏ trong bụng tô di nương. Đạo sĩ kia thấy chuyện nên làm liền làm xong rồi, cứ như lão tăng nhập định, chờ mọi việc kết thúc lấy tiền là xong khi nghe được bên tai có một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như một trận tuyết đầu mùa liền không cầm lòng mà được mở to mắt, nhìn Vân Khanh đang đứng bên cạnh trầm màu. Một thiếu nữ 13 tuổi nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc suôn dài đen óng mượt mà được búi thành hình lưu vân, trên búi tóc cắm hai cây châm bách hợp màu hồng nhạt lớn cỡ lòng bàn tay, một thân xiêm y màu xanh da trời, làn váy dài lay động giống như nàng tiên đang đứng trên sóng biển, đoan trang cao quý, văn tĩnh yêu nhã đôi mắt phượng trên khuôn mặt không phấn son như ánh hào quang trong sương mù cả người không nhiễm một hạt bụi trần trong nháy mắt lại làm cho hắn cảm thấy nàng ở trên cao không thể với tới trong lòng dâng lên ý niệm vội vàng gật đầu nói đương nhiên lời bần đạo nói đều có lý lẽ ngàn lần cũng không dám lừa dối người tương khắc này nếu ở cùng thai nhi sớm hay muộn cũng sẽ sinh ra tai họa Trầm mậu thấy mắt hắn lộ ra ánh sáng dâm đãng nhìn chằm chằm nữ nhi bảo bối của mình thì trong lòng không vui, lạnh lùng nghiêm mặt nói, đạo trưởng, vậy phải hóa giải như thế nào? Đạo trưởng vừa nghe thấy có hy vọng, liền nâng khay bàn quái, thu hồi ánh mắt, ho khan một cái rồi mở miệng nói, chỉ có thể đưa người tướng khắc này đến một thôn trang của phủ cách xa nơi này mới có thể tránh được mọi chuyện. Chỉ cần dọn vào thôn trang, nơi đó ít người cũng như thủ vệ lui tới, Đến lúc đó hắn nửa đêm lén tiến vào trong viện, muốn tiểu thư xinh đẹp như hoa này chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay sao. Tô Mi thấy cơ hội đã đến, lập tức giả bộ yếu ớt bám vào đầu giường đứng lên, mắt sưng dưng nước, mở miệng nói, lão gia đại tiểu thư thân tựa thiên kim, sao có thể đi đến nơi đó, Mi Nhi nguyện ý đi thôn trang ở, để tránh va chạm đại tiểu thư, tội lớn như vậy Mi Nhi gánh không nổi. Cô nương, nô tỷ biết ngươi hiểu chuyện, nhưng thôn trang kia là nơi nào ít người lại hoang vắng người tự kiếm vất vả nô tỳ không dám quản nhưng chỉ sợ đứa nhỏ vô tội trong bụng người chịu không nổi a à. trương mama mặt đầy nước mắt một lòng trung thành quan tâm khuyên giải hai người phối hợp diễn thật xuất sắc tommy ở bên cạnh giả bộ hiền lành trương mama một bên diễn trung nô đơn giản là muốn nhắc nhở trầm mẫu, tommy là nguyện ý đến thôn trang nhưng mà trong bụng của nàng ta còn một đứa nhỏ đây chính là bảo bối của lão gia. Người lớn thì có thể đi, nhưng đứa nhỏ thì không thể. Vân Khanh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ kẻ sướng người họa biểu diễn một màn đặc sắc mới mở miệng nói, phụ thân, Tô Di Nương nay mang thai đứa nhỏ, không thích hợp đến thôn trang, vì đệ đệ, Vân Khanh tự mình chuyển đến thôn trang hơn nửa năm cũng không vấn đề gì, nhưng đạo trưởng vừa rồi còn nhấn mạnh, chỉ cần là người sinh năm dậu ở phía nam đều tương khắc, Vân Khanh chỉ sợ. Thẩm mậu liếc nhanh qua tô mi, cau chặt mày, hỏi, chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ tổ mẫu này đã trở lại, nếu cũng phải đến ở thôn trang, thật sự là tổn hại đến thanh danh của phụ thân. Vân Khanh vô cùng khó khăn nói ra những lời này. Thẩm mậu lúc này mới nhớ ra, mẫu thân của mình cũng sinh vào năm dậu, trong phủ ở tại Vinh Tùng Viện, cùng một hướng với chỗ của Vân Khanh, chẳng qua hai tháng mẫu thân này đến Kinh Thành thăm bà con, hai ngày trước nhận được thư của mẫu thân, nói là muốn chuẩn bị quay về Dương Châu. Ông bị lời trần đoán kia làm cho tâm thần đều loạn, nhất thời không nhớ đến. Tô Mi không ngờ rằng lão thái thái cũng là sinh ra năm dậu, mục đích của nàng ta vốn là nhằm vào Vân Khanh, nếu đụng chạm đến lão thái thái, trầm mậu tuyệt đối sẽ không để mẫu thân của mình đến thôn trang, liền vội vàng hướng đạo sĩ hỏi, đạo trưởng, có phải là chỉ do người hiện tại đang ở trong phủ gây nên phải không? người không ở trong phủ lúc này thì không có vấn đề gì chứ. Gã đạo sĩ bên cạnh cũng không đoán được lại phát sinh tình huống như vậy, nhìn thấy thần tài của mình hoảng hốt như thế, vội vàng gật đầu, vâng. Liều Thúy đứng một bên trong mắt đã lộ ra sự mỉa mai, mi cô nương này vì sợ liên quan đến lão thái thái liền kêu lên như vậy, tất nhiên là chỉ mong một mình đại tiểu thư đến thôn trang thôi, nhưng lão gia lại không phải là người ngu dốt. Hơn nữa, dựa vào trần đoán vừa rồi của đại phủ, ai đi tôn trang mụ còn rất khó nói. Chỉ nghe thấy một tiếng hét to, trầm mậu vỗ bàn đứng dậy, nổi giận với gã đạo sĩ kia, người nói cho ta nghe xem là ngươi nói đúng. Hay là do nàng ta sai ngươi sửa lại lời vừa rồi đúng? Nếu nói sai một câu, ta liền sai người kéo ngươi lên quan phủ. Đạo sĩ bị dọa sợ đến phát run, nhìn sắc mặt trầm mậu biến thành màu đen, hàm răng cắn chặt, chỉ biết sự tình không tốt. Hắn vốn là một đạo sĩ lang thang do Tommy mời đến, vì tiền mới làm việc, không muốn đi ăn cơm trong đại lao, vội vàng bày ra một bộ dáng chính trực. Lời nói của bần đảo từng chữ đều là thật, là bao gồm tất cả mọi người ở trong phù. Không ngờ rằng đạo sĩ sẽ phản bội lại mình, Tommy vừa nghe thấy vậy, tức giận muốn cắn vỡ răng, hai mắt bốc hỏa, lại không dám lại mở miệng trách mắng, cô nén tức giận, nâng tay hung hăng ở trên mặt lau một lượt con người đen bóng của Vân Khanh khẽ chớp, ánh lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào hành động của nàng ta, giống như hoảng sợ mà mở miệng nói, ơ kìa tô di nương, sao trên mặt ngươi lại bị nứt nẻ thế kia. Nghe thấy thế, trầm mậu quay đầu nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt đáng thương của tô mi có một mảnh phấn rơi xuống, lộ ra da thịt hồng hào bên trong, đôi mắt ông nhíu lại, ba bước nhập làm hai đi tới thô bạo cầm lấy tay áo mình lau lên mặt nàng ta. Lão ra, đừng, Tô Mi dãy rùa lui về phía sau, trầm mậu mím môi hai ngón tay nắm chặt cằm của nàng ta, không cho nàng ta tránh đi. Từng chút từng chút một trà lau trên mặt, trên mặt nàng ta vốn là một lớp phấn trắng giả bộ bệnh tật, bị lực mạnh như vậy lau đi, tự nhiên lộ ra làn da trắng hồng. Tường khắc đúng không? Được, được, vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ngươi, người đâu, đem Tommy đưa đến thôn trang ở ngoại thành để cô ta dưỡng thai cho ta ở cho đến khi cô ta không còn cùng với đại tiểu thư tương khắc mới thôi. Nhìn sắc mặt hồng nhuận của tô mị trước mắt, khóe miệng trầm mậu tràn đấy tia cười khinh miệt, trong mặt lộ ra sự âm độc, lời nói lạnh như băng sai bảo hạ nhân. chương 29, Cầu Y Cả người như bị sét đánh, tô mị không ngờ được chính mình lại phải gánh lấy kết cục này, cũng bất chấp tất cả, từ trên giường nhào xuống sàn, chân trần quỳ trên mặt đất ôm chân trầm mậu khóc lóc, lão ra, mi nhi biết sai rồi thôn trang vừa lạnh vừa khổ người nỡ để mi nhi ở nơi đó sao lão gia nàng nói chưa dứt lời cơn giận của trầm mậu lại bùng lên nhìn nữ nhi ánh mắt mang theo chốt yêu sầu nhàn nhạt đang đứng một bên đôi mắt phượng di truyền từ ông vì ủy khuất mà hơi rũ xuống một tay kéo tô mi đứng dậy nói người biết thôn trang vừa lạnh vừa khổ nhưng lúc ngươi chủ tính hãm hại vân khanh của ta chẳng phải là muốn nó đi nơi ấy chịu khổ sao? Đó là nữ y duy nhất của ông, từ nhỏ được dưỡng bằng cầm y ngọc thực, so với thiên kim của vương tôn quý tộc tuyệt đối không kém nửa điểm. Thế nhưng Tommy này lai muốn ông tự mình đuổi nữ nhi đến thôn trang ở ngoại thành kia, đúng là quá đáng tới cực điểm. Tommy cho tới bây giờ chưa từng bị trầm mậu đối đãi như vậy, sau khi theo ông, ông đều là mềm giọng dỗ dành, mặc dù có đôi khi bị nàng chiêu chọc, ông đều không nổi giận, nhất thời không thích ứng được sự thay đổi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập đầy nước mắt ngước lên nhìn ông, thốt thiết khóc, lão ra, trong bụng thiếp còn có hài tử của người, cho dù người không để ý đến mi nhi, cũng phải để ý đến hài tử trong bụng. Nào ngờ biện pháp dùng trăm lần luôn có tác dụng này hôm nay cũng mất đi công dụng, khóe miệng trầm mậu hơi nhếch lên, liếc nhìn nàng một cái, làm như không nghe thấy, giọng nói lạnh lùng, trương mama nhanh thu dọn đồ đạc, một lát nữa sẽ có người đem chủ tớ hai người bọn ngươi đưa đến thôn trang kia dứt lời cũng không cho tô cơ hội nói chen vào xoay người nhìn vân khanh dịu dàng nói cùng cha ra ngoài thôi chỗ như thế này nữ nhi vẫn còn đơn thuần tránh học phải những thủ đoạn này lại trở nên hẹp hòi vâng thưa cha mỉm cười gật đầu với trầm mẫu vân khanh thong thả bước theo ông ra ngoài Tiếng khóc nghẹn ngào thốt thít của Tommy từ phía sau truyền đến, thấp giọng kêu gọi, lão gia. Lão gia, thiếp không muốn đến thôn trang kia, nhưng trầm mậu vẫn trước sau như một không quay đầu lại. Ra khỏi lan tâm các, Vân Khanh vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt ác độc sau lưng kia, như hận không thể hóa thành hai thanh đao chém vào lưng của nàng, nhưng lưng nàng lại càng vươn thẳng, cả người như một đóa hồng có gai, không chút e ngại đón gió lại còn duyên dáng yêu kiều nàng biết cha vô cùng chán ghét Tô Mi, đối với trầm mậu mà nói, một người là nữ nhi ruột thịt của mình, còn một cái là bảo thai hoang của người khác. Ông chắc chắn sẽ chọn quan tâm đến nữ nhi mà mình nhìn dần khôn lớn hơn 10 năm nay. Mặt trời dần dần ngã về Tây, ánh chiều tà nhuộm một màu vừa đỏ vừa vàng đầy diễm lệ lên phía chân trời. Sau khi cùng trầm mậu rời đi, Vân Khanh cũng không về quy nhạn các của mình mà đến viện của tạ thị nhìn thấy tạ thị đang dựa mình trên tháp nghỉ ngơi, tự tay bón thuốc cho bà. Lúc này Vân Khanh mới sai Lưu Thúy ra đứng bên ngoài trông chừng, nhìn ba người phỉ thúy, hổ phách và lý ma ma, toàn thân tản ra một loại khí thế uy nghiêm, ngồi trên ghế gỗ chắp chạm trổ hình chim loan và hoa mẫu đơn, chậm rãi mở miệng, ba người đều là hạ nhân đắc lực bên người mẫu thân, nhiều năm hầu hạ người như vậy, Vân Khanh ta cũng nhìn thấy được, hôm nay ở nơi này nói mấy lời thân tình, lúc nãy những gì đại phu trần đoán ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Tất cả đều phải bình tĩnh, nếu cô ý truyền ra làm người có toàn tính biết được, đại nghiệp của trầm gia cũng khó mà bảo toàn được, không ai là không có tâm tư bẩn thỉu đến lúc đó trầm phủ gặp chuyện không may, các ngươi cũng không có lấy một ngày yên ổn Một câu nói vừa mang ý mua chuộc vừa mang sự gian đe, còn nói rõ địa vị của ba người ở trong lòng tạ thị, khen ngợi sự trung thành của họ, lại nói rõ nếu dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, thẩm phủ nếu xảy ra chuyện gì, thẩm gia cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Lý ma ma, phỉ thúy, hổ phách ba người nhìn vị đại tiểu thư trước mặt, tuy rằng khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, dùng nhan trắng nõn mềm mại đã có vẻ nghiêm trang đoan chính, đôi phượng mâu đen như mực, mang theo khí chất tự nhiên sắc bén phảng phất như nhìn thấu lòng người không biết từ đâu làm cho người ta cảm thấy những lời nàng nói đều ngập tràn khí thế, so với tạ thị không kém nửa phần. Từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác thần phục, cúi đầu nói, đại tiểu thư, người yên tâm, ba người chúng nô tỳ nhất định sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay, nếu làm ngược lại, thiên lôi đánh xuống chết không tử tế. Đây chính là thề độc, con người kình sợ quỷ thần, sẽ không tùy tiện làm trái với lời thề của mình, Vân Khanh an tâm vừa lòng gật đầu, tạ thị dựa vào một bên ghế, nhìn hành động này của nữ nhi, trong lòng thở dài. Nữ nhi từ khi rơi xuống hồ nước, trưởng thành hơn rất nhiều, cảm giác vui mừng không ít, lúc này mới mở miệng nói, các người bọn họ đều là người đi theo ta nhiều năm, có thể yên tâm. Nghe mẫu thân mở miệng, Vân Khanh quay đầu mỉm cười nói, nữ nhi biết, chẳng qua cũng nên cẩn thận một chút, nhắc nhở các nàng thôi. Tuy nàng làm vậy, nhưng Lý Ma Ma cũng không thấy bất mãn, tiểu thư là trưởng nữ của trầm phủ, về sau gà ra ngoài cũng là đương gia chủ mẫu, nếu không có chút uy nghiêm cùng thủ đoạn, e sớm sẽ bị người phía dưới ăn tươi nuốt sống rồi. Bà nhìn Vân Khanh lớn lên, so với người thường tình cảm cũng sâu đậm hơn, mỉm cười cúi đầu nói với tạ thị, phu nhân, người họ tô kia, hôm nay bị lão gia đuổi tới thôn trang ở ngoài thành, sau này nếu muốn trở về e cũng rất khó. Từ lúc vào phủ nửa tháng nay, cô ta đã náo loạn gây ra không ít chuyện, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh lại rồi. Tạ thị yếu ớt gật đầu, trong lòng cũng cảm giác vui mừng, nhưng lại thấy khổ sở, thở dài nói, thật ra, ta chỉ mong là đại phu kia trần đoán sai. Đại phu kia là từ hồi xuân quán nổi danh khắp Dương Châu, tám chín phần mười cũng không trần sai bệnh, bà cũng chỉ có thể hy vọng lão gia đi đến mấy y quán nữa, có thể trần ra được kết quả khác phu nhân người đừng quá lo lắng đại phu cũng nói y thuật của hắn có hạn nếu gặp được người có y thuật cao hơn có lẽ sẽ còn hy vọng hồ phách bưng một đĩa điểm tâm đến khéo léo an ủi nghe vậy hai mắt lý ma ma sáng ngời quay đầu nói với hồ phách lần trước ngươi nửa đường mời đến vấn lão thái gia chẳng phải là nói muốn đến dương châu dưỡng lão sao hồ phách nhẹ nhàng đem cái đĩa đặt trên bàn quay đầu lại nói vâng nghe nói đang ở một tòa nhà phía đông ngoại thành muốn ở lại dương châu định cư vân khanh nghe các nàng ngươi một lời ta một lời thấy tạ thị trong mắt sáng lên tia hy vọng khóe môi hiện lên ý cười vốn nàng cũng tính làm như thế ngày mai cũng đến hạn nửa tháng nàng cũng phải đến nhận khảo hạch của vấn lão thái gia xem có thể làm đệ tử của ông hay không thuận tiện cũng muốn nhờ vấn lão đại phu nhìn xem có cách nào giải đi ảnh hưởng của bát thuốc kia không sau khi cùng tạ thị dùng bữa, Vân Khanh mới trở về quy nhạn các, ngồi trước bàn trang điểm rút xuống cây châm cài trên đầu, trong tấm gương thủy ngân phản chiếu dung nhan mềm mại của nữ tử, lông mi dài cong như trăng rằm, mềm mịn như tơ, Liêu Thúy tiến lại, chậm rãi giúp nàng thao búi tóc, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, bã thuốc bổ sắc cho lão gia nô tỳ đã cất cẩn thận. Tốt, ngày mai mang theo, em cùng ta đến vấn phủ ở Thành Đông. Gió xuân thổi nhẹ, lại là một đêm yên tĩnh trôi qua hoa đào ở đầu cành cứ hai ba nụ lại thành một cụm lá xanh hoa đỏ bụi phấn đa tình bánh xe một vòng lại một vòng qua một canh giờ chỉ nghe xa phu hô dài một tiếng rốt cục cũng tới nơi lưu thúy vén mảnh xuống xe ngựa trước rồi quay lại đỡ tay vân khanh dẫm lên ghế nhỏ bước xuống đất ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống vân khanh vừa từ xe ngựa đi ra mắt phượng trong phút chốc khẽ híp lại sau khi mở ra lại phát hiện chiếc vấn phủ vừa mới dựng lên kia, đã có không ít xe ngựa dừng lại, nhìn xe ngựa trong đó đa phần đều là của danh môn vọng tộc ở thành Dương Châu. Mì tâm khẽ nhíu lại, tựa hồ chưa nghe qua mấy ngày gần đây trong thành Dương Châu lại có nhiều người mắc phải chứng bệnh nan y, vậy tại sao trước cửa vấn phủ lại có nhiều người thế chứ? chương 30, trước cửa vấn phủ nhiều chuyện rắc rối. Liều Thúy cũng để ý đến những chiếc xe ngựa này, sau khi đỡ Vân Khanh đến trước cửa, trên mặt mang theo nghi ngờ, lại nhìn thấy xe ngựa của Liễu Gia cũng đã ở đây. Có lẽ là do chuyện tình của Liễu Dịch Thanh có ảnh hưởng không tốt nên xe ngựa dừng lại ở một chỗ khuất, phía trước còn có xe ngựa của Toánh Xuyên Hầu Phù. Đại ung cũng không có quy củ nữ tử xuất hành phải che mặt, dung nhan là phúc do trời ban, cùng mọi người gặp mặt không có gì ngần ngại, cho nên có mấy vị tiểu thư đã xuống xe ngựa, tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận gì đó. Lúc này lại thêm một cỗ xe ngựa đi đến, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, khi nhìn thấy người đến là Trầm Phủ Vân Khanh, cái nhìn cũng có mấy phần thay đổi. Nhìn kìa, kia không phải là Trầm Vân Khanh sao? Ngay cả nàng ta cũng tới đây, xem ra tin tức thật nhạy bén a. À. Nàng ta như vậy mà cũng muốn trèo cao, cũng không suy nghĩ bản thân là thân phận gì, trên người đầy mùi tiền, chúng ta cách xa một chút để khỏi dính trên người mùi vị khó chịu kia. Người này giọng điệu cao ngạo, trong lời nói hoàn toàn không có chút kiêng rẻ vân khanh, thậm chí còn khoa trương dùng khăn gấm che mũi lại. Người nói ra câu đó là bạn tốt của Liễu Dịch Thanh, đích nữ toánh xuyên hầu phủ Trương Huỳnh. Ra mặt như vậy là muốn giúp Liễu Dịch Thanh một tay chăng, lại không ngờ cô ta làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy. Trương Huỳnh còn muốn thay mặt Liễu Dịch Thanh, không biết cô ta còn thêm mắm dặm muối những gì. Vân Khanh làm như không thấy, làm vẻ mặt như bình thường đi qua, ánh mắt như vậy ở kiếp trước, nàng cũng đã được nhận rất nhiều, còn đa dạng và phong phú hơn thế này nhiều lắm, dần dần cũng thấy quen thuộc, ở kiếp này, ánh mắt của những người này dù thế nào, khinh bỉ cũng tốt, ác độc cũng được, chỉ cần không phạm đến nàng, nàng sẽ không thèm đếm xỉa đến. nào ngờ hành động vô tình của nàng rơi vào mắt Trương Huỳnh lại là thành sự khinh thường, trên mặt tràn đầy cảm giác xấu hổ lúc vân khanh đi ngang qua bên cạnh nàng ta vụng trộm vươn chân để ở trên đường loại tiểu xảo này đương nhiên không thoát được tầm mắt của vân khanh ngay cả lưu thúy đều nhìn thấy được chuẩn bị mở miệng báo nhắc nhở cho tiểu thư nhà mình vân khanh nhẹ nhàng lắc đầu trực tiếp dẫm lên chân trương huỳnh a à, người dẫm lên chân ta trương huỳnh thét chói tai không ngờ làm vướng chân người không thành mà còn bị dẫm lên ôm lấy bàn chân đi giày thêu oán trách nhất thời đem sự chú ý của một vài vị tiểu thư xung quanh hướng lại đây. Vân Khanh cúi đầu nhìn, lại kinh ngạc ngẩng đầu, liên tục xin lỗi, Trương tiểu thư thật sự là có lỗi, Vân Khanh đi ở giữa đường, không ngờ rằng chân của tiểu thư đang đặt ở đây, không cẩn thận dẫm chúng, thật là xin lỗi. Thái độ của nàng chân thành, lại khiến người bên cạnh che miệng cười, nhìn Trương Huỳnh cũng mang theo vài phần châm chọc. Ai nghe ra ý tứ của lời này, người ta đi đường, người lại đem chân ra chắn muốn làm người ta xấu mặt lại không ngờ đến chính mình bị người ta dẫm cho một cước thủ đoạn ngây thơ như vậy thì làm gì được người ta lẽ nào người dẫm lên chân ta còn muốn lý sự trương huỳnh không ngờ hành động của mình không làm cho vân khanh xấu mặt ngược lại bản thân mình còn bị người ta cười nhạo bất chấp mà nói to dẫm lên chân người là không đúng mới vừa rồi ta đã nói xin lỗi vân khanh không kiêu ngạo không nịnh bợ nói trên mặt ý cười vẫn như cũ, thanh âm dịu dàng lại mang cảm giác lạnh lẽo. Đối với người được đằng chân lên đằng đầu, không cần quá mức khiêm nhường, nhưng nhịn chỉ làm cho người ta cảm thấy mình dễ bị bắt nạt mà thôi, cho nên càng phải không kiêng nể gì mà dẫm đạp lên sự vũ nhục đó. Theo lý mà nói, xác thực không thể trách Vân Khanh, cho dù là chân của mình bị người ta dẫm lên, nhưng nàng cũng đã xin lỗi, nếu tiếp tục tra xét sẽ chỉ làm cho chính mình mất mặt mà thôi. Nhưng Trương Huỳnh lại nhớ tới người bạn tốt của mình thời gian này bị nhốt ở nhà, nửa tháng sau sẽ bị gả đi làm thiếp, trong lòng căm giận, muốn xả hết cơn giận này mới thôi, bèn chuyển sang chuyện khác, cười mỉa mai, thế nào, người cũng muốn vào vấn phủ sao? Cũng không nhìn thân phận của mình, chỉ bằng dáng vẻ giả vờ làm hữu nữa của ngươi mà cũng muốn trà trộn vào, đúng là mơ mộng hão huyền. Lời này vừa nói ra, ban đầu Vân Khanh có chút không để ý tại sao nàng nhìn thấy quanh đây đều là các tiểu thư ngồi trong xe ngựa, không thấy phụ mẫu đi cùng, hóa ra đều giả bộ hiếu thuận, muốn mời vấn lão thái gia trần mạch sao? Cái này đúng là vội vã muốn bị bệnh, cho dù vấn lão thái trong chiều có địa vị, cũng không cần phải tỏ vẻ như vậy chứ. Vân Khanh cười nhẹ, khiêm tốn nói, đương nhiên, ta không có thân phận cao quý giống trương tiểu thư, tất nhiên cũng sẽ không giả vờ làm hiếu nữ mà đi vào coi như người thức thời, biết thân biết phận của mình. Trương Huỳnh nghe nàng nói mình thân phận cao quý, thực tự nhiên hừ giọng trả lời, nhất thời chưa nghe ra được lời lẽ sắc bén châm chọc mình trong câu nói kia. Vân Khanh như trước nhật nhạt cười, còn chưa đợi Trương Huỳnh có thời gian ngẫm nghĩ ý nghĩa lời nói kia, gã sai vặt ở trước cửa liền lớn giọng trầm ra tiểu thư, lão thái gia nhà ta gọi người đi vào. Trước mắt bao người, khi bị gã sai vặt gọi to như vậy, Vân Khanh rõ ràng cảm giác được có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang tập trung về phía mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày đi cầu y cũng có thể biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng mặc kệ bị mọi người chỉ trích hay là gì khác, y này nàng nhất định phải cầu. Bên kia, Trương Huỳnh đã dần hồi phục tinh thần, hiểu ý Vân Khanh là nói mình giả bộ hiếu nữ, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy lời gã sai vặt nói, mắt thấy chính mình ở đây đợi hai ngày cửa lớn của vấn phủ cũng không vì mình mà mở ra, Vân Khanh vừa đến, vừa đưa bái thiếp, liền được vào phủ, thu lại cơn giận, nâng cằm lên nói, ngươi vào phủ chẳng qua cũng chỉ là muốn nịnh bợ người, dựa vào thân phận của ngươi mà muốn trèo lên cao như vậy là không có khả năng, chi bằng ta cho ngươi trăm lượng bạc. Ngươi đem cơ hội lần này nhường cho ta, về sau ta sẽ nhớ rõ ý tốt của ngươi. Rõ ràng là cầu xin người ta, nhưng thái độ này mười phần giống người bên trên sai bảo kẻ dưới, lại còn giống như là bố thí cho người ta vậy. Cho dù Vân Khanh có thể nhường cơ hội vào vấn phủ cho nàng ta, kia cũng là phúc khí mấy đời tu luyện được. Bên cửa, gã sai vặt đang chờ Vân Khanh tiến vào, nghe được lời nói của Trương Huỳnh, khóe miệng mỉm cười, thái độ kính cẩn, thanh âm mang chút khinh miệt nói, cửa vấn phủ không phải là nơi buôn bán như ngoài chợ, ai ra giá cao liền có thể tiến vào nô tài là dựa theo lời của lão thái gia mời đại tiểu thư trầm phủ tiến vào vị tiểu thư này xem ra cũng là khuê tú nhà quyền quý tất nhiên là hiểu biết lễ nghi đừng biến mình thành loại tiểu thương bị người ta khinh thường tất nhiên hắn đã nhìn thấy màn khiêu khích của trương huỳnh từ đầu đến cuối nói chuyện không mềm không rắn ám chỉ trương huỳnh ngay cả một thương hộ cũng không phải chỉ giống như là tiểu thương nghĩ rằng cái gì cũng có thể mua bán không hề có phong thái của thế gia vọng tộc Nghe tiếp lời này, sắc mặt Trương Huỳnh lúc trắng lúc xanh, lại không dám đáp lại, sợ lời nói và hành động của mình thông qua miệng gã sai vặt rơi vào tay vị mà nàng ta muốn lấy lòng kia, vậy những ngày giả làm hiếu nữ cũng tốn công vô ích. Không nghĩ tới vân lão thái gia tình tình cổ quái, ngay cả gã sai vặt trong phủ mồm mép cũng rất lưu loát, vân khanh nhợt nhạt cười, đa tả tiểu ca đã nói giúp. Không có gì, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi gã sai vặt dứt lời thấy vân khanh không vì mình là người có thể vào trong phủ mà sinh ra kiêu ngạo ấn tượng trong lòng rất tốt khách khí đi trước dẫn đường bên trong vấn phủ tất cả đều vô cùng đơn giản tường trắng mối xanh đường mòn tịch mịch không quá trau chuốt ngược lại có một cảm giác xưa cũ hạ nhân trong phủ cũng không nhiều trên đường đi chỉ thấy hai ba người so với những phủ đệ bình thường có lẽ không chỉ ít hơn một nửa có lẽ Vân Lão Thái Gia thích cuộc sống nhàn cơ như vậy, Vân Khanh âm thầm nghĩ, vừa theo các bầy trí trong phủ mà nghiễn ngẫm sở thích của Vân Lão Thái Gia. Mới vừa vào đến đình viện, liền nghe được bên trong từng đợt tiếng gieo hò, tài bắn cung của Thế Tử thật giỏi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.